Nam Hàn cho rằng Bắc Hàn chưa sẵn sàng cho chiến tranh, bất chấp đã có lời đe dọa. Tin từ hãng thành, hôm nay Bắc Hàn đã một lần nữa đe dọa miền Nam với những cú trả đũa nếu như miền Nam không ngừng xúc phạm nhà lãnh đạo của họ. Trích dẫn một tuyên bố của Ủy ban Thống nhất Đất nước Hòa bình của Bắc Hàn, một phát ngôn viên của đài truyền hình nhà nước KRT đã đọc rằng quân đội và người dân Bắc Hàn sẽ đối phó trả đũa tất cả những người làm tổn thương đến phẩm giá của nhà lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn. Nhóm những con rối nên biết rõ, thời điểm cuối cùng khốn khổ nhất của họ đã đến. Nhưng Bộ Quốc phòng Nam Hàn đã không hề bối rối và nói rằng họ không tin là miền Bắc đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, ông Kim Min-suk nói rằng, để phát động một cuộc chiến tranh toàn diện, họ cần một số lượng lớn các thiết bị quân sự cũng như các lực lượng quân đội và vũ khí. Nếu như Bình Nhưỡng chuẩn bị những thứ này cho một cuộc chiến tranh, thì Nam Hàn chắc chắn sẽ nhìn thấy được từ trước. Và nếu Bắc Hàn tiến hành một cuộc chiến tranh, họ chắc chắn sẽ bị đánh bại bởi lực lượng kết hợp Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bắc Hàn đã đe dọa tấn công nguyên tử vào Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản sau khi các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc được áp đặt do Bình Nhưỡng đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào tháng 2. Hôm nay, hãng thành cũng đã kêu gọi Bình Nhưỡng giúp cho các công nhân của Nam Hàn còn đang ở lại trong khu công nghiệp Kaesong đã bị Bắc Hàn đóng cửa. Chính phủ Nam Hàn nói rằng họ có thể thảo luận với Bắc Hàn bất cứ điều gì họ muốn, nhưng trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, miền Bắc nên bảo đảm thực phẩm cơ bản và giải quyết các vấn đề nhân đạo cho người dân ở Nam Hàn trong khu công nghiệp Kaesong. Theo chính phủ Nam Hàn cho biết, hiện đang còn 197 công nhân Nam Hàn ở lại trong khu công nghiệp Kaesong nhằm để giữ cho nhà máy của họ tiếp tục hoạt động. Bắc Hàn đã đóng cửa đi vào khu công nghiệp kể từ ngày 3 tháng 4, làm cho nhiều người lao động trong đó không có nguồn cung cấp thực phẩm và nguyên liệu.